Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm video đó là giới thiệu với các bạn một bộ sản phẩm mà bên mình vừa mới về được. Thì trong số các chắc chắn là nếu mà các bạn sửa chữa cặp điện tử hoặc là điện công nghiệp thì thường không thể thiếu đó là chiếc mỏ hạt. Và để công việc nó diễn ra một cách thuận lợi và độ hạt chính xác cao thì cần phải đòi hỏi một cái mỏ hạt tốt và độ gia nhiệt lớn. Thì hôm nay mình vừa về được đó là một loại mỏ hàn, đó là hiển thị LCD, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ, một dòng mới ra đây, mới ra và cũng rất là cao cấp, GCD nhé. Mỏ hàn GCD, mỏ gia nhiệt, và bây giờ mình sẽ cùng bóc hộp chiếc mỏ hàn này để xem cái chi tiết của nó bên trong như thế nào nhé. Ở đây là phiên bản màu đỏ, ở đây mình về phiên bản màu đỏ nhé. Đầu tiên đây là cái mỏ hàn 908S và công suất của nó là ở đây tối đa là 80W. Thì các dòng mỏ hàn bình thường các bạn hay sử dụng thì thường mỏ hàn điện tử cầm tay ấy, thì tầm khoảng 60W trở lui. Thì ở đây nó có một cái ưu điểm đó là có một cái màn hình hiển thị LCD. Ở đây là có hai nút điều chỉnh. Ở đây dấu trừ này đó là điều chỉnh giảm nhiệt độ. Và đây dấu cộng là điều chỉnh tăng nhiệt độ. Hiển thị màn hình LCD. Thêm một chi tiết nữa đó là ở đây nó có một cái bọc cao su. Cái này bọc cao su giúp mình cầm nắm nó êm tay và được chống được chịu nhiệt hơn. Bề thân nó là bằng nhựa ABS chịu nhiệt. Ở đây nó có một cái chống cái, ở đây nó có vòng xoắn để chống cái dây mình khi mà mình bẻ cong như thế này thì dây nó sẽ không bị gập lại và nó sẽ không bị đứt dây. Ở đây nó sử dụng dây chịu nhiệt. Và đầu cắm của nó là đầu cắm tròn. Đây là cái miếng bảo vệ ở đầu, mình sẽ bóc ra nhé. Và bây giờ mình sẽ cùng đi kiểm tra cái thông số của nó nhé. Ở đây nó đi kèm theo một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bạn. Bằng tiếng Anh nhé. Ở đây dòng vào của nó là 220V đến 240V hoặc đó là 100 đến 130V AC và công suất của nó là 80W, tần số của nó là 50Hz ở mức trên 220V và 60Hz là 110V và nhiệt độ hoạt động của nó điều chỉnh được nhé, đó là từ 180 độ C đến 500 độ C nhé bạn, và cộng trừ nhiệt độ đó là 5 độ C. Chiều dài của nó là 1.4m dây. Và kích thước đó là cái phần cái thân này đó là 24. Cái này là 24 nhá. Chiều dài của cái chiếc mỏ hàn là 24cm. Và cái bề rộng của nó 25 x 25. Và cân nặng của nó là 96g. Cân nặng của nó 96g. Ở đây nó có chế độ nhớ nha bạn. Ở đây nó ghi đó là nhấn dấu cộng một lần, tức là mình nhấn cái dấu cộng này một lần để tăng một độ C. Và nhấn giữ nhé, khi mà nhấn giữ thì nó sẽ tăng liên tục. Và nhấn dấu trừ một lần để giảm một độ C. Và nhấn dấu trừ liên tục thì nó sẽ giảm nhiệt độ liên tục về đến 180 độ C. Và nó có chức năng nhớ đó là khi mà nhiệt độ trên này mình đặt ở ví dụ ở 200 độ C thì khi mình rút điện ra ở lần cắm điện tiếp theo thì nó vẫn nhớ mặc định nó là 200 độ C. Thì đây là tính giấy thực sự GCD. Và đây bộ sản phẩm này mình cũng về kèm theo đó là đầu hàn đen. Đầu hàn lại tốt nha bạn. Đầu hàn nó là bằng đen nhá. Cái nền bằng đen. Nó rất là tốt nhá. Đầu hàn rất là tốt nha bạn. Mình sẽ mở ra ở bên trong nhá. Ở đây là cái thép của nó rất là dày nhá, cái này rất là dày nhá bạn. Cái này bằng sắt nhưng rất là dày. Và đầu đó là đầu đen 908S nhá. Đầu mình hàn bằng đen nhá bạn. Ở đây là bộ phận chính của nó là bộ phận đốt đầu, cái da này bằng gốm nhá. Cái này bằng gốm nhưng không phải là sợi thủy tinh nhá bạn. Thì thường thường mình
thay thế ở những mỏ hàn mà có 60W hoặc là mỏ hàn giá rẻ hơn ấy, thì cái này nó làm bằng sợi thủy tinh. Nên mà sau một quá trình sử dụng ấy, thì cái sợi thủy tinh nó sẽ bị nóng, nhiệt độ nóng thì nó sẽ bị bung mục và nó sẽ bị chảy ra, nên nó sẽ giảm cái công suất của nó xuống. Còn cái gốm này thì rất là bền nha bạn, nó sử dụng gốm, cái gốm nó rất là bền. Ở đây cái đồng nhựa này nó gia cố cũng rất là chắc chắn nha, nó không lỏng lẻo nha bạn. Mà rất là chắc chắn và đẹp nha bạn. Hiện tiện sẽ đi. Và đi kèm bộ sản phẩm này thì sẽ có những cái món phụ kiện sau các bạn nhé. Bộ sản phẩm ngoại hàng này kèm theo phụ kiện các bạn. Đầu tiên đó là cái dùng để cố định cái con ốc ở trên cái thân này. Mình sẽ cố định cái con ốc này bằng cái clay này nhé. Bạn sẽ thật chặt các bạn, để tránh quá trình lỏng lẻo trong khi mình hàn ấy, thì nó sẽ không bung ra. Thứ hai đó là bộ 5 mũi hàn, 5 đầu hàn nhé. 5 đầu hàn màu đen là tốt nha bạn. Mũi hàn đen này rất tốt và bền nhé. 5 mũi nhé, combo 5 mũi các bạn. Có mũi sao, 2 mũi nhọn nhọn và mũi xiên. Ở đây mũi xiên 2 đầu đều là đen và rất là dày nhé. Đây là mũi xiên nhé, xiên một mặt. Đây là mũi nhọn nhọn. Đây là mũi sao. Đây là mũi dao nhé. Gồm có 5 cái đầu hàn nha bạn, phù hợp cho những bo mạch và linh kiện hàn khác nhau, tùy các bạn thích to nhỏ nhé. Rồi tiếp theo đó là miếng bọt biển. Bọt biển để vệ sinh đầu hàn nhé. Và cái khay, cái này là khay để giá đỡ mỏ hàn nhé. Giá đỡ mỏ hàn nhé bạn. Và tiếp theo nữa là một cuộn dây chỉ hàn để thiết hàn rất là bóng nhé. Cái này không chỉ nhé các bạn, cái dây này không chỉ nhé. Và size của nó là 1mm à. Size của nó là 1mm. Combo nhé, đây là combo khi các bạn mua sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ test độ gia nhiệt của nó nhé. Bây giờ mình sẽ test cái độ gia nhiệt của nó. Mình sẽ sử dụng một dây chỉ hàn, đó là 0.8mm. Và cái chỉ hàn này đó là 63 nhé, SN63, tức là 63% là thiếp. Và ở đây mình có một cái mỏ hàn bằng ga. Cái này thì gia nhiệt nhanh hơn, là bằng ga nên đã đốt cháy được nhanh hơn. Và mình sẽ so sánh hai cái mũi hàn này, xem mũi hàn là nó sẽ làm chạy thiết hàn nhanh hơn và hàn nhanh hơn nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng một bộ bo mạch này để test. Và đây mình có một cái mỏ hàn ga và mình sẽ test cái mỏ hàn ga này trước để xem nó sẽ làm chạy thiết và hàn trong vòng bao nhiêu giây nhé. Và mình sẽ bật đồng hồ nha bạn, bắt đầu chạy nhé.
chiếc đã chạy nha các bạn. Và ở mức 40 giây. 40 giây thì chiếc chạy nha. Và hàn được nha các bạn. Trong vòng 40 giây là hàn được nhé. Và hiện tại nó là ở mức nhiệt độ là 180 độ C và mình sẽ tăng nhiệt độ lên nhé. Mình sẽ để ở mức 355 độ C. Và mình sẽ bắt đầu bật đồng hồ nhé. Chiếc đã chạy nha các bạn. Chiếc đã chạy nhé. Và bắt đầu hàn nha các bạn. Bắt đầu chiếc chạy và hàn được nhé. Là ở mức 56 độ C. Một con số rất là ấn tượng nha các bạn. Ở mức đó là 355 độ C ở 56 giây. Thì chiếc bắt đầu chạy và hàn được. Một con số rất là ấn tượng, một mỏ hàn thật tốt nhé. Đối với mỏ hàn ga này, nhiệt độ, nhiệt lượng của nó là 500 độ C, lớn hơn, thì hàn được trong vòng 40 giây. Và mỏ hàn nhiệt này, mình đặt ở mức đó là 355 độ C, thì trong vòng 56 giây là có thể bắt đầu hàn được rồi nhé. Một mỏ hàn rất là tốt và ấn tượng nha bạn, mình sẽ tăng lên. Mình sẽ tăng lên 500 độ C nhé. Chiếc chạy rất là đẹp nhé các bạn. Và cho mối hàn rất là bóng nhé. Cho mối hàn rất là bóng nhé các bạn. Ở đây nhé, mối hàn rất là bóng nhé. Chiếc nóng chạy rất là đẹp nhé các bạn. Chan nhiệt rất là nhanh nhé. Độ hàn màu đen rất là tốt các bạn. Và mình sẽ giảm nhiệt độ xuống. Anh sẽ chú ý giảm nhiệt độ xuống ở mức 320 độ C. Và nó có chế độ là nhớ khi mình bắt đầu ngừng cấp nguồn và mình cấp nguồn trở lại thì nó vẫn nhớ chế độ đó là 320 độ C. Một sản phẩm rất là tốt nhé. Thôi, vừa rồi mình vừa đây là miếng bọt biển nha bạn. Vừa rồi mình vừa review cho bạn, đó là một bộ mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ hiển thị LCD, công suất là 80W và nhiệt độ làm nóng của nó đốt cháy hàn thiết là ở 56 độ C ở mức 56 giây ở mức đó là 350 độ C. Và một mỏ hàn rất là tốt nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và link sản phẩm này mình cũng để ở dưới phần mô tả của video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.